Tôi ấy, thì thật sự Quỳnh Như Dần sinh năm 1948, quê hương gốc ở xã Vĩnh Thuận, U Minh. Trong thời kỳ ấy, khi tôi lớn lên và trưởng thành, cha tôi làm cách mạng thời kỳ đánh Pháp. Rồi ấy, cha tôi hướng dẫn nhiều dắt tôi ấy, là yêu cách mạng. Suốt cuộc đời của tôi tham gia cách mạng năm 1960. Giống ông Bảy Giáo, ông Ba Trần, ông Tám Nhị ở tại ấp Cột Lá, xã Vĩnh Hưng. Lúc cha tôi chuyển dùng và ở ngay chỗ xã Vĩnh Hưng, ấp Cột Lá. Sau đó tôi sống trong cái tổ chức thiếu nhi tiền phong. Đảng nhà nước động viên cái đấu tranh trực diện tại quận Phước Long, Hồng Dân, Minh Hải. Tên cảnh sát thông nó đánh tôi ba cái nước, về tôi không khai, tôi được đảm bảo hai lần. Sau khi đó thì cha tôi chuyển về ấp Kinh Dính Lớn. Tôi giác ngộ cách mạng lúc cha tôi giáo dục tôi, gác đường cho du kích, từ từ lên tôi chiến đấu, cầm được cái súng. Tôi là chánh viên phó xã đội 10 đời, chánh viên trưởng. Toàn bộ là nhân dân trong huyện Vĩnh Thuận và xã Thượng đều biết rõ cuộc đời tôi chiến đấu, gìn giữ từng tấc đất. Nhưng vì hôm nay tôi có căn nhà, vì hoàn cảnh nó quá đặc biệt đi, tôi mới bán cứu con tôi để lo thuốc men con tôi. Thì bây giờ theo tôi biết thì chắc chắn là nhà nước không lo tôi, mà yêu cầu tôi phải có cái đền để hỗ trợ số tiền. Nhưng mà làm sao tôi có khả năng tôi mua, chỉ con đường chết thôi. Con trai tôi ở mấy năm trời cái vỉa hè nhà thì kiền duy trì, đinh mưa xuống thì hứng nước mưa để mà sống. Mà hai cái giò tôi thì bị tai nạn giao thông gãy hết chân một bên, và một bên gãy 4-5 ngón giò. Thì ngày nay cuộc sống tôi quá khổ rồi. Bây giờ nhờ cộng đồng mạng và nhân dân ai thương tình tôi cho tôi xu hào để tôi gom lại, để tôi cắt một cái chòi vừa cái bàn thờ cha mẹ tôi với tổ tiên tôi. Tổ tiên tôi là quan trọng, tổ quốc là quan trọng, đảng là quan trọng nhất. Bây giờ thấy không còn gì nữa, bỏ tôi bỏ rơi đó, coi như bỏ rơi tôi. Giờ được xin nhân dân, cộng đồng mạng, các nơi thương tôi cho tôi đồng xu đó. Thà nè, tôi đã từng cuộc đời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, suốt cuộc đời tôi mới được cái quân chương kháng chiến hạng nhì, chương kỳ kháng chiến. Mẹ tôi á, anh tôi là anh Quỳnh Văn Đạm đã hy sinh đơn vị 337 tại lộ dùng cung bỏ sát. Anh tôi là Quỳnh Văn Bé hy sinh tại đồn dông Kim Ba, xã Vĩnh Thuận. Và cái dòng máu và cái truyền thống mẹ tôi á, thì thằng em ruột tôi nó thờ ở Vương quốc. Con tôi là con, tôi phải tượng trưng lên mẹ đẻ mình ra, mang nặng đẻ đau, tôi phải thờ. Mà ngày hôm nay tôi sống cái cảnh gì, nói chung nếu biết ăn ngon, biết mặc đẹp thì phải thương tiếc. Nghĩ về tôi giữ gìn từng tấc đất rồi đó, bác Hồ nói ai ơi đừng bỏ ruộng quan, tôi còn nhớ bao nhiêu tấc đất và bao nhiêu giữ từng đất cho nhân dân. Ngày hôm nay tôi sống cảnh gì thì nhân dân và cộng đồng mạng, những ai thương tiếc thương cho tôi, giúp đỡ tôi cắt một cái chòi ngang mấy thước, tôi thờ tổ tiên tổ quốc và thờ các cụ lãnh đạo giữa nhiều dắt tôi, lúc tôi mới biết gì là trưởng thành. Tôi đang thờ đây, tôi đi đâu tôi cũng thờ mấy ông nội dẫu ở một thì tóm lại tôi hết sức là khó khăn. Thì tùy lòng hảo tâm cộng đồng và nhân dân thương tiếc tôi thôi, chứ tôi giờ không có khả năng nào mà được cục đất về để cất cái nhà. Nếu có đuổi xô tôi nữa cứ đợi giết tôi chết đi, rồi cứ lấy xe cáp cạp cạp tổ tiên tôi, cạp cha mẹ tôi, anh ruột tôi cạp dục sập rồi vậy thôi. Tôi không biết nói nữa, nhiều năm nay quá rồi, quá khổ. Giò tôi bị tai nạn, đi bằng sợ té bị tai biến sụm. Con tôi thì nó nghèo, không có đứa nào mà giàu, tôi nghèo nó cũng phải nghèo. Quá trời khổ rồi. Quay dựng cái đường nước. Để ta múc nồi nước và quay cái thùng nước nhất giả dụng đó. Quay cái thùng nước lỡ rồi chứ mong gọi là giết thì giết thì cũng phải nói. Ừ.
múc nước để rửa chén. Giò đau muốn chết.